À, thế chân của bác là đi lại tốt chưa? Đi lại thì đi vòng quanh nhà được, đi xe máy được. Đấy, nó đau. Vâng. Đi đâu, nó đau thôi. Vâng. Thế bác làm việc cái chỗ bên điện với lại bên mạng internet giúp cháu chưa? Chiều hôm nay là nó về đây, nó lấy hồ sơ và nó nhập tiền đây này. Vâng. Thế thì để cho họ lấy hồ sơ đi xong rồi họ lắp cho cái điện với lại cái internet đi xong rồi cái chi phí bao nhiêu thì để cháu gửi cho. Ừ, rồi. Thế thì bác bảo họ là xúc tiến làm nhanh cho anh để cho cháu nó ở, nói là cháu cho là con cháu mình ấy, không nói tên ai hết. Không rồi, ta bảo ta khoan giếng. Và tôi bảo ta khoan giếng ta làm. Vâng. Vâng. Chiều nay là chúng nó ra nó lúc tầm độ khoảng 11 giờ. Có điện nó đang cơm. Thì ông lính cả ông lính ăn cơm nó ở chiều nay là nó sẽ ra tận nhà xong rồi thống nhất là nó đưa điện nó mới hồ sơ lại. Ừ. Vâng. Thế được rồi. Thế cứ thế đi bác, tiến hành thôi nhá. Tiến hành xong báo lại cháu cái chi phí thế nhá bác nhá. Bà cháu cảm ơn bác. Gọi đi nào đấy.